Trần Anh vừa về một mẫu Accent hàng nhập khẩu anh em, 2011 cho anh em. Sơn si bật cho nó bộ áo màu ghi bạc. Đây là cụm đèn liếc này, liếc dài phía sau. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn đèn hậu này, đèn dê nè, chữ logo của Hyundai nè. Riêng dòng xe nhập đi phải gọi là ok rồi. Phía dưới gầm anh chị nhìn sâu xuống một tí xíu là hệ thống cảm biến dê và đèn phản quang để anh em đi ban đêm, rất là tiện nghi. Mẫu này là nhập khẩu, động cơ dung tích chỉ có 1.4 ml thôi, và tốc độ vận hành em nó thì cực kỳ là nhanh. Cô chú anh chị nha, dòng ngâm cây ngâm đúc nguyên bản của dòng Hyundai Accent, chúng ta sẽ trang bị là cụm ABS chống bóng cung phanh là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai, sở hữu toàn bộ hệ thống 4 thắng đĩa rất là an toàn để cho bà con cô bác vận hành đi đường xe nha bà con. Đăng kiểm tháng 11 năm 2024 anh em ạ. Sơn si đẹp chuẩn nha, chất sơn rin còn, hòa lẫn chất sơn dặm, cản trước có sơn lại. Hai cụm đèn phía trước đèn nguyên thủy mới tinh nè anh em, vàng mâm nè, chủ nhà thay vỏ mới tinh đây anh em. Sở hữu toàn bộ hệ thống mâm la giang R15, 4 vỏ nè, 4 vỏ là mới len keng luôn, 80-90%. Hệ thống kính phía trước là kính Korea Autolab, là kính rin hết toàn bộ nha anh em. Em này máy móc bao chất. Nói chung sơn si chạy qua thời gian 5 tháng cũng có dặm thước. Nó như cản trước đã sơn lại, thùng mình cũng có chỗ sơn dặm, cốp sau, cản sau có sơn dặm. Anh em trải nghiệm vô phần nội thất. Đây chủ nhà dán kính 3M rất là xịn. Hàng nhập sẽ phân biệt là dòng kính Korea Autolab nguyên bản hết. Đây anh em nè, đó không phải kính thay nha. Kính là hệ thống đi theo xe luôn, ghế là ghế da nguyên bản theo xe, 5 chỗ ngồi. Máy 1.4 số tự động đâu đó rơi cho anh em lăn quanh 7 lít. 7 lít nha. Nói về độ cách âm của em này thì không được hoàn hảo cho mấy. Nhưng ngược lại, chúng ta sẽ có một thương hiệu hàng nhập đi sướng, khung gầm chắc chắn nha anh em nha. Keo chỉ nguyên bản, rin hết. Bên đây, một dàn nút bên tài, hệ thống lốc kính, lốc cửa, chỉnh điện. Hai bên sóng gương kèm cột nguyên bản theo xe, không có 53. Và đây là hệ thống ghế da nè. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp thực tục phần nội thất. Đi được 103.000 anh em nha, 103.235 km rồi. Báo km, báo tu, báo nhiệt đầy đủ các tính năng. Trang bị màn hình Android, tích hợp chúng ta sẽ có cam hành trình, cam dê, full hết rồi. Điều hòa vẫn là điều hòa cơ nguyên bản từ xưa đến giờ. Hệ thống chìa khóa mốt lóc theo xe rất đẹp. Táp lô táp bi trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài, và đây chúng ta có một cái khóa đồ riêng tư nha anh em nha. Dẫn động cầu trước anh em nha, dẫn động cầu trước nha. Sử dụng toàn bộ hệ thống dây loa cam kéo hết toàn diện. Mấy mẫu xe cầu trước thì anh em phải nên để ý về vấn đề về dây loa cam, đó là cái quan trọng nhất. Đăng kiểm dài tháng 11-24 rồi. Đây anh em, trước mắt chúng ta trang bị là ABS chống bóng cung phanh. Đây là hồng hút nè, 1, 2, 3, 4 nè, hồng hút nè. Và đây chúng ta sẽ có hồng xạ ở phía sau nha anh em nha. Mặt nắp đầu của ron chưa mở, keo chỉ là nguyên bản hết, xe không có một tí độ hơi. Chạy thời gian anh em cũng nên bảo quản những gì ạ? Đại loại là IC nè, bori, bori thì nằm đây, mở 4 con tán này ra, dưới đây sẽ 4 cây bori. Và đi đôi là hệ thống bed full, hết toàn bộ nha anh em. Hệ thống dynamo sạc đây, dynamo sạc có nhiệm vụ cung cấp toàn bộ vô để nuôi bình, nuôi máy anh chị nha. Nếu dynamo này một khi nó lại chết và nó không đủ điện, nó cung cấp vô bình thì có nghĩa tức là xe cô chú anh chị cũng phải nằm đường, chắc chắn rồi. Nó chạy hết cái nguồn điện trong bình nó nằm đường. Sạch sẽ lắm, kèo cột rin hết, không có đâm pha lỗi lầm đâu. Máy móc êm nha. Đây người ta có dán lại đường co nước. Đây là cái đường co nước. Và đây là mặt rốp B chưa mở. Mặt rốp B phía dưới là chưa mở thì không có dấu hiệu là làm máy đâu. Nhiều khi đường nước nó bị xì ra người ta dán lại. Hệ thống nước của em ở đây, dòng này xài 1.1, nắp nước 1.1, nó rất là tiện. Riêng mẫu này xài cực kỳ tiện cho anh em. Nắp capo là nguyên bản hết toàn bộ nha, không cứng, không lỗi trên xe nha anh em nha. Đó, xe đẹp, giá cực kỳ là hợp lý cho anh em thôi. 21 nhập khẩu Trần Anh đang bán với một cái mức giá là 265 triệu. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt 10, còn 255. Được chưa anh em?
255 triệu sở hữu ngay mẫu Kia Hyundai Hyundai Accent 2011, hàng nhập bên Trần Anh rồi. Anh chị nào mà muốn phân vân mà mua cái xe mà kêu chạy không có ồn thì anh em sẽ lấy gầm cao thôi, còn đa số gầm thấp là hơi ồn nha cô chú anh chị, vì cách âm của dòng hàng nó không bằng những cái mẫu xe Nhật hoặc xe Đức đâu, đó là vậy. Nhưng mà đúng thôi, vì đó là tiền nào của đó mà, giá tiền ở tầm như vậy thôi, được cái nó rẻ, giá thành nó rẻ, và cái đồ đẹp thì bà con sau này bà con mua đi bán lại bà con cũng không có lỗi nhiều, không có lỗi nhiều bằng mẫu xe Đức nha bà con nha, như là xe Đức nè, rồi một cái dòng xe hàng sang đi thì bà con ra khỏi salon bà con lỗ 500 nửa tỷ là bình thường, còn mẫu này lỗ vài chục triệu là kịch kim đó. Nó có nhược điểm và cái ưu điểm. Đây là mẫu xe dòng xe phổ thông dòng cho anh em nào chơi phổ thông thì lấy mẫu này nha bà con nha, gầm đẹp không có dấu hiệu là mục mọt luôn. Anh em nào quan tâm mẫu hàng nhập thì alo cho Trần Anh ô tô 265 bớt 10 255, hỗ trợ cho anh em góp từ 30 đến 35 triệu luôn, không lãi suất, mà anh em thích góp qua ngân hàng có lãi suất cũng được, lãi suất ít thôi nha anh em. Ngược lại anh em sẽ góp được nhiều, anh em sẽ góp được từ 70, 80 cho đến 100 luôn. Thôi chào bà con, chúc bà con có mấy có một buổi chiều vui vẻ nha.